hồi á là đất bây giờ chỉ có đống rề rồi than rồi can rồi bón. Hình thức nó như ruộng á, có đâm lớn đâm nhỏ đâm to hình kia hình nọ, là nói chung là nó thuộc về đất đó cũng như ruộng hết. Nhưng mà sau khi mà giới pháo về thì cái thời hợp tác hay là ký đưa vào cho nhà nước, bây giờ chia cho toàn dân. Đầu kia là chưa có ngó, chưa có tôn á, là dùng để lợp nhà hết. Hồi đó lợp nhà lá dừa và tranh sen thôi. Nhưng mà bây giờ tiến bộ lên nha, là nhà là đúc là mộc với lợp tôn có. Còn lá dừa thì bây giờ hiện giờ á là phục vụ cho quán cà phê, quán nhậu, những chợ nuôi heo, nuôi đồ đó. Tính chất mà mót thì dùng lá dừa. Còn bây giờ 4 năm, 5 năm được cái tiêu thụ nữa là dùng nó để tủ dần dần có đó. Họ mua nhiều lắm. Chưa có đốm này, mà bây giờ bắt mấy mẫu vậy nè, là mua tạo mỡm thì nó là thấy có lợi tức thì trong cuộc sống thì có xây dựng nó làm này. Đây có đèn tạo mỡm nè, kinh tế thu nhập nó hơn ruộng và nó không bị mất mùa mất đuôi hết ấy. Một cây lên hơi mầm sao quá ra hơi bụi. Cốc tém Minh Long.